Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến cái video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có cái cơ hội là giới thiệu cho anh em hai cái máy nén khí của thương hiệu Dewalt. Đây là hai dòng cao cấp nhất hiện tại trong dòng máy nén khí mà mình đang bán anh em ha. Sản phẩm chính hãng thương hiệu Dewalt, bảo hành cho anh em là 1 năm. Thì ở đây mình sẽ có hai cái máy. Một là cái con này thì quá trời quá đất rồi, con này thì là mắc nhất và cũng là xịn nhất ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm này trước. Thì con này anh em thấy nó sẽ đi cho mình là 2 cái bình. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mà sử dụng mà bơm nhanh để anh em đi công trường á, thì anh em mua cái máy này. Nhưng mà cái máy này sẽ có một khuyết điểm là khá là nặng, 38 kg rồi nha anh em nha. Nên là anh em này sẽ có xe bán tải á, thì anh em đi ok. Tại vì những dòng này nó thiết kế cho thị trường nước ngoài thì người ta đều có xe tải, người ta chở đi hết. Còn Việt Nam mình đa phần đi xe máy, ông nào chở này thôi cũng hơi mệt đó nha ha. Rồi hai cái bình này thì dung tích của nó tổng lại là 17 lít nha anh em nha. Công suất của máy này là 1200W, lực nén tối đa là 10 MPa 13. Thì đa phần những máy nén khí hiện tại trên thị trường đều có cái công suất này nha anh em nha. Và cái khả năng bơm của nó là 95 lít trên 1 phút, với điều kiện là ở trong cái bình này đang ở trạng thái là 63 mấy, quên là đều quý 6.23. Tức nghĩa là khi mà cái bình này rỗng á, thì anh em bơm vô rất là nhanh, nhưng mà khi bắt đầu nó nạp vô có cái hơi chậm, có nén chậm rồi thì nó sẽ chậm dần dần. Nhưng mà dòng này ở cái mức là 6.23 thì nó nén được 95 lít trên phút. Nó là tại sao cái con số này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nha anh em. Tại vì nó sẽ đi theo thời điểm, mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Và người ta chọn một cái thời điểm ở trạng thái 6.23, người ta đưa ra cái thông số là 95 lít trên 1 phút này cho anh em hiểu ha. Rồi, và đây là nguyên một dàn đồ nghề của nó, rất là đầy đủ luôn. Có súng xịt nè, có dòi bơm xe nè, có dòi bơm banh luôn. Rồi, đại loại như thế này. Con này thì hãng quảng cáo là rất là yên tĩnh, 80% khoai otter và bền hơn gấp 3 lần. Rồi, nó sẽ có cho mình 2 cái đồng hồ, một cái đồng hồ có chữ thang là đồng hồ hiển thị áp trong bình, và đồng hồ có chữ tun là đồng hồ hiển thị áp ra. Đi kèm cho mình là một cái đầu đồng để anh em gắn vô luôn, đầu cái hãng gắn sẵn luôn. Và đây là công tắc. Rồi, mình sẽ xem phần phía sau của cái máy này nha anh em nha. Đây, mình đẩy qua đây. Đây. Ở phía dưới này anh em yên tâm là nó có 2 cái đế cao su, nên là thí dụ anh em dở lên anh em buông xuống anh em cũng không có bị chấn thương, không có bị kêu rầm rầm ha, anh em thấy không? Đó, rất là đã luôn, chống sốc. Đã không? 2 cái bánh xe cao su nè, chà bá lửa luôn, đi rất là êm luôn, đi đoạn đường dầm cũng ok luôn ha. Và đây là cái motor của chúng ta 1200W, tương đương là khoảng 1,5 ngựa hay 1 ngựa hơn, 1,5 ngựa á. Thấy anh em nha. Con máy này chạy cực kỳ êm nè, nó có 2 cái, con này là hai dàn bơm. Một bên đây anh em thấy có 2 cái cục này là chứng tỏ nó có 2 dàn bơm ha. Ô, cái cục này bằng kim loại luôn người ta. Giữ nè. Bình thường mấy cái cục này có mấy hãng khác bằng nhựa nha, cục này bằng kim loại luôn. Ồ, ngon ha. Dây đồng đảm bảo với anh em 100% luôn. Anh em coi cái chiều cao của nó nè. Rất là cao luôn, con này bơm rất là nhanh nha. Và bây giờ mình sẽ bơm thử cho anh em nha, coi là nó bơm nhanh như thế nào đây. Mình xài là mình đi kéo lại rất là dễ dàng, nâng hạ luôn nè. Đó, anh em kéo này lên, thu gọn lại. Đã chưa? Đó, rồi, siết lại là xong. Bây giờ mình sẽ bơm nha. Bây giờ hiện tại là không nè. Và bây giờ mình sẽ bấm giờ cho anh em coi là khi mà mình bơm á thì nó sẽ bao lâu là nó sẽ đầy cái bình này. Ăn gian chút nha. Rồi, để đây là hiển thị áp bình nha. Tự tắt, anh em yên tâm. Cái đồng hồ này á, cái nút núm chỉnh này là để chỉnh áp ra. Anh em có thể tùy chỉnh được và rất là nhẹ luôn anh em. Nó không có nặng tay. Chỉnh này anh em thấy không? Rất là nhẹ luôn, rất là nhạy luôn. Và độ ồn anh em thấy không? Cực kỳ yên tĩnh luôn. Rồi luôn, ok nè nè. Hẳn là bao nhiêu phút rồi? 45 giây rồi, 45 giây mình nó lên được tới ở bên dưới là 3 hay gần 83. Con này lên được 13 nó sẽ tắt nha anh em nha. Và thời gian bơm của 2 cái bình 17 lít này thì nó tầm đâu đó chắc khoảng phút, hơn phút thôi. Đây, chúng ta cùng nhau đợi nha. Một phút 7 giây trừ ha chút xíu ha, mình trừ ha mấy cái đoạn trục chặt thì 2-3 giây gì đó. Đó, lên 10 nè. Đó, đúng một cái là nó ngừng liền, anh em thấy không? Rất là nhạy luôn nên rất là an toàn. Bây giờ mình sẽ coi con số 2 nha, con này là con nhỏ hơn. Con này thì nó chỉ có 1 bình thôi. Con kia 2 bình, con này là 11 lít. Nó cũng có 2 cái đồng hồ cho anh em luôn, cũng có cái đầu cái ra luôn. Con này thì không có phụ kiện nha anh em nha. Không có phụ kiện đi kèm. Con này thì anh em sẽ thấy rằng nó cũng sẽ có một cái motor và công suất của máy này là 1 ngựa. Nó nhỏ hơn con kia là 200W. Ủa? 1 ngựa thì đó khoảng 785W thôi, thì nó nhỏ hơn con kia là khoảng 1,5 ngựa ha. Thì con này nó yếu hơn nên là nó sẽ bơm chậm hơn. Nhưng mà nó vẫn là dòng êm nha anh em nha, chạy rất là êm. Thì mình sẽ khởi động cho anh em coi nha. Con này thì không có bánh xe nên là hoàn toàn là dùng sức người. Con này bao nhiêu ký quý? Gần 23 kg. Nên này mua về tập tạ luôn nha anh em. Đây mình sẽ chạy cho anh em coi nha. Con này thì có giá đây nè, đó anh em có thể tham khảo giá thời điểm nha. Đây mình sẽ bấm giờ nè. Những dòng sản phẩm này anh em đi làm mà đúng là fan dealer thì đảm bảo với anh em luôn, nhìn vô cái là uy tín liền, nhìn vô cái là chặt chém liền. Đúng không? Người ta làm 1 giờ là 200.000 đi, mình ăn 220, xách cái máy này vô nhìn uy tín quá. Ăn 220 khách hàng người ta cũng happy đó anh em ơi. Còn xách cái máy nén khí vô mà nhìn vô thôi mà sợ nổ là ông khách hàng, anh em làm ở đâu là ông chạy đi luôn. Ông sẽ không có bo thêm, mà ông cũng không có thêm tiền cho mình luôn. Thấy không, rõ ràng không? Xách cái máy nén khí này vô nhà làm, anh em tưởng tượng đi, nếu mà mình là chủ gia chủ đi hoặc là chủ công trình đi, mình hoàn toàn an tâm luôn đúng không? Mình không có sợ luôn đâu. Còn xách cái máy nén khí mà nó rụng cái này nó rớt chỗ kia, nhìn nó cũ nó xét, trời ơi, lúc đó cái cảm giác của anh em như thế nào? Tôi nghĩ anh em chắc là vừa chạy mà vừa thấp thỏm. Tức là mình xài mình thấy quen nó không bị gì, nhưng cái người mà không xài người ta thấy ghê, trời ơi nó nổ một cái chết cái trời đó, kiểu vậy đó anh em ha. Thì nói chung là máy nén khí khó nổ lắm anh em, khó lắm. Nhưng mà đây là mình nói đây về cảm giác, về feeling thôi, mình mang đến cho khách hàng của mình mang đến cho những cái người, cho chính bản thân mình khi mình dùng luôn, cảm giác nó an tâm lắm. Mình xài, mình mà đang đứng rồi, tôi đang thiệt em mỗi lần tôi quay phim máy nén khí tôi sợ lắm. Thiệt ngán nó mà ngồi kế bên luôn. Nhưng mà cái máy này nó mang đến cho mình cảm giác rất là an tâm. Quay đồ càng xịn cảm giác càng an tâm anh em ơi. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình đang bơm là hiện tại là 1 phút 35 giây rồi nè, mà anh em thấy nó bơm được gần lên khoảng là 93 rồi ha. Thì cái máy này nó sẽ bơm chậm hơn tầm khoảng 30 giây ấy, so với cái con bên đây. Tại vì nó yếu hơn mà anh em, nó chỉ có 1 ngựa thôi. Còn con kia tới 1,5 ngựa, 1.200W ha. Đó anh em thấy không, ngon lành chưa? Đây mình chỉnh áp nè. Xài gắn ở đây mình xài thôi anh em. Đó. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Quá hấp dẫn luôn. Đó. Rồi, đó là 2 cái máy nén khí mới nhất của thương hiệu Dewalt. Thì anh em sẽ hỏi là tại nó có cái dòng khác không? Thật ra thì trong cái danh sách sản phẩm của hãng nó sẽ có dòng 24 lít nữa. Nhưng cái dòng 24 lít nó đang bị trùng với cái dòng xe lê. Và thật sự nó cũng nó bị trùng khớp anh hiểu không? Mà giá nó ở trên nhau rất là nhiều, nó mắc gấp đôi lần, rất là khó bán. Mình thấy 2 cái mẫu này là vừa nhất cho anh em luôn, một dòng 17 lít và một dòng 11 lít. Nó không quá lớn nhưng mà bù lại cái anh em thấy, nếu mà anh em tưởng tượng chơi một cái bình 24 lít á thì nó không khác gì cái máy Sunlight hết. Nó không có cái signature anh em, nhìn nó không có đặc biệt, nhìn nó không có khác biệt. Thì 2 cái mẫu này là tôi thấy nhìn là khác biệt nhất và tôi in nhất mẫu này đương nhiên rồi. Tiền nào thì của đó đây mấy anh em ơi. Đó. Đã chưa? Và có một cái chi tiết nhỏ nữa là anh em xài á, là nó có chổi nên em treo dây nha. Đây mình xài sau là mình sẽ quấn cái dây lại ở đây. Đó, mình quấn dây điện lên. Còn dây hơi thì chắc anh em tự kiếm chỗ quấn, chắc quấn ở đây hay quấn ở đâu đó tùy anh em thôi. Rồi dây điện thì quấn ở đây đó. Dây hơi thì mình xài dây lớn, dây nhỏ, dây dài, dây ngắn thì tùy mình nữa nha anh em. Đó, đẩy nè. Ngon lành không? Nè, buông luôn nè. Hoàn toàn yên tâm. Đúng không? Tưởng tượng nhiều khi mình đẩy vô này vợ lỡ tới chết cha không sao hết. Tại vì nó có cái cục cao su rất là dày luôn nè. Và xài xong á, anh em xài thời gian nhớ xả nước nha. Tại vì máy nén khí á, khi nó bơm không khí từ bên ngoài vô á, thì trong không khí mình có hơi nước thì nó sẽ đọng nước ở dưới cái đáy bình. Cái bình này nó sẽ chảy xuống cái bình này, rồi cái bình này nó xả ra. Đó, 2 cái bình này nó thông nhau thì anh em thấy bình trên bình dưới này chảy xuống đây. Và anh em coi nè. Cái độ dày của nó nè, cái mối hàng nè. Tất cả những cái chi tiết này rất là dày. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha, không có sợ vấn đề mà tai nạn đồ xảy ra đâu. Kiểm định rồi là an toàn luôn. Mua cái máy này nó anh em sự nghiệp đi lên luôn. Và nếu mà anh em đang thích cái máy này quá mà không có nhiều tiền đó thì cứ chạy qua bên mình có trả góp. Anh em có thể mua trả góp cái máy này đến 12 tháng. Cái máy này nó tầm khoảng 10 triệu thôi. Mình trả trước đâu tầm khoảng 4 triệu à. Rồi mình lấy, còn cái khoản còn lại mình trả trong vòng từ 6 tháng đến 12 tháng. Lãi suất của nó tầm khoảng đâu đó 14.90% cho cái kỳ hạn 12 tháng thôi. Thì tính ra anh em chia cho 12 tháng nó rất là nhỏ. ha. Mình đang mượn tiền của người ta mình xài mà thì đương nhiên nó phải có lãi. Còn nếu anh em trả trong 3 kỳ thì anh em trả trước tầm khoảng đâu đó 6 triệu mấy bằng 7 triệu, nó cũng hơi nhiều ha. Thì mình nghĩ là anh em trả cái kỳ hạn dài hơn thì nó sẽ nhẹ tiền hơn, nó nhẹ cho mình trong cái áp lực tài chính hơn. Và mình có cái đồng tiền để mình có cái công cụ để mình đi làm việc và mình kiếm tiền. Trong vòng 12 tháng cái máy này tôi nghĩ nó sẽ mang đến cho anh em rất là nhiều tiền nếu mà anh em tận dụng được cái sự xịn sò của nó. Cảm ơn anh em nha. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu anh em có thể muốn mua đó, anh em phải lên web là storelammoc.vn, anh em tìm là máy nén khí Dewalt thì anh em sẽ ra cái thông số để anh em có thể tham khảo thêm và anh em có thể mua hàng. Còn thắc mắc gì thêm thì anh em có thể inbox gọi điện, bên mình sẽ có nhân viên để tư vấn cho anh em ha. Hàng thì đó, mình mới quay cho anh em, hàng này cũng hơi mắc tiền nên là cũng không có nhiều có cái để sẵn cho anh em đâu. Anh em mua nhớ đặt trước thì bên mình sẽ nhập về cho anh em trong vòng 1 ngày là có hàng ha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.